Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Và trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm trà sữa truyền thống. Và với công thức mình làm hôm nay thì các bạn có thể làm để gia đình uống hoặc làm để kinh doanh đều được nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị để làm món trà sữa truyền thống này gồm có: nguyên liệu để làm phần rau câu, mình sử dụng rau câu aga 12g, rau câu reri 5g, 1 lít nước lọc và 150g đường, cùng với lại các loại siro màu. Các bạn có thể sử dụng siro màu hay màu từ hoa quả, từ lá dứa đều được hết nhé. Tiếp theo là nguyên liệu để làm trà sữa. Trà ở đây mình sử dụng trà đen Phúc Long 30g, kem whipping 70ml, hoặc các bạn có thể thay bằng rick lùn nhé. Sữa tươi mình sử dụng 200ml, đường mình sử dụng là 150g, bột béo mình sử dụng 70g, sữa đặc 70ml, nước lọc là 1 lít. Đó là các phần nguyên liệu, bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên mình sẽ đi nấu cái phần rau câu trước. Ở đây mình có rau câu aga và rau câu reli, 150g đường và 1 lít nước. Mình sẽ chia cái phần nước ra làm 3. Một phần mình sẽ cho 12g bột rau câu aga, một phần nước còn lại mình cho 5g bột rau câu reri. Sau đó mình sẽ khuấy tan phần rau câu cho nó được hòa tan vào nước. Phần nước còn lại mình sẽ cho vào nồi, sau đó bắc lên bếp để đun sôi. Sau khi nồi nước đã được đun sôi, mình sẽ đổ phần bột rau câu aga vào và khuấy đều. Tiếp tục đun cho nồi nước sôi trở lại thì mình sẽ cho phần bột rau câu reri vào. Các bạn vừa đổ phần rau câu vào vừa khuấy đều để cho rau câu của mình không bị vón cục. Sau đó mình sẽ để lửa thật nhỏ và đun rau câu sôi thêm 5 phút nữa. Sau khi đun cho rau câu sôi đều 5 phút, mình sẽ cho phần đường vào và khuấy đều cho đường tan. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ chia phần rau câu ra làm 2 phần. Sau đó thì cho các loại siro màu vào. Các bạn muốn làm bao nhiêu màu thì chia rau câu ra làm bấy nhiêu nhé. Ở đây mình sử dụng siro của dâu có màu đỏ và rất là thơm vị dâu. Các bạn có thể sử dụng hoa quả như chanh leo hay xoài đều được. Thì các bạn vắt lấy phần nước cốt, sau đó mình cho vào trong phần rau câu đã nấu. Phần rau câu còn lại mình cho siro trà xanh, nó có màu xanh và thơm mùi của trà. Cái này thì các bạn có thể thay bằng lá dứa cũng được nhé. Như vậy là mình đã có được hai phần rau câu với hai màu khác nhau. Bây giờ mình sẽ để cho rau câu nguội, sau đó cho vào trong tủ để đợi rau câu đông. Tiếp tục thì mình sẽ đi nấu phần trà sữa. Và trà ở đây mình sử dụng trà Phúc Long. Đây là các nguyên liệu để nấu trà. Ở đầu video thì mình đã có chia sẻ về khối lượng của các nguyên liệu rồi nhé các bạn. Trà đen Phúc Long là 30g. Bây giờ mình sẽ cho phần trà vào trong túi lọc trà. Nếu các bạn không có túi lọc, các bạn có thể cho trực tiếp vào trà vào trong nước cũng được. Mình sử dụng túi lọc thì mình sẽ không phải lọc trà nhé. Tiếp theo mình cho 1 lít nước vào nồi và sẽ đun sôi phần nước. Sau khi nước đã sôi, mình sẽ cho túi trà vào trong nước và tiếp tục đun cho nước sôi 2 phút. Bước này các bạn không sử dụng túi lọc thì cho trực tiếp trà vào luôn.
Sau khi đun trà sôi đều 2 phút, mình sẽ tắt bếp và đậy vung lại ủ trà thêm 4 phút nữa. Sau khi ủ trà được 4 phút, bây giờ mình sẽ mở vung và bỏ cái túi trà ra nhé. Ở bước này thì các bạn không có túi lọc trà, các bạn có thể sử dụng một cái khăn và một cái rây, các bạn sẽ lọc bỏ phần bã trà. Sau khi bỏ đi túi lọc trà, bây giờ mình sẽ đun sôi nồi nước trở lại. Và mình sẽ cho phần bột kem béo vào trong nồi nước trà, sau đó thì khuấy đều, hòa tan phần bột kem béo. Tiếp tục mình cho phần đường vào luôn. Sau đó mình cho sữa đặc vào. Nguyên liệu tiếp theo là sữa tươi. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi không đường hoặc sữa tươi có đường cũng đều được. Và cuối cùng mình cho phần kem whipping vào. Sau đó thì khuấy đều và đun cho nồi trà sữa của mình sôi thêm 1 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp đi. Như vậy là mình đã có được phần trà sữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho phần trà này nguội. Sau khi đun xong thì các bạn có thể nếm lại để xem là độ ngọt đã vừa với khẩu vị của các bạn hay chưa nhé. Còn đây là hai phần thạch của mình. Sau khi mình nấu xong trà sữa thì phần thạch cũng đã nguội và đông lại. Bây giờ thì mình sẽ đem cắt nhỏ những miếng thạch này ra nhé. Mình sẽ dùng một con dao lượn sóng như là mình cắt để cho miếng thạch nó đẹp hơn. Và sẽ cắt miếng thạch có độ dày vừa phải. Phần thạch có màu xanh rất là đẹp mắt và có mùi thơm của trà xanh. Bước này thì các bạn lựa và thái miếng thạch sao cho miếng thạch có độ dài và độ dày vừa phải để khi mình sử dụng ống hút thì mình có thể hút được miếng thạch lên nhé. Đây là những miếng thạch màu xanh. Tiếp tục thì mình sẽ thái cái phần thạch với hương của vị dâu có màu đỏ rất là đẹp mắt. Và mình cũng sẽ cắt mỏng, sau đó thì thái nhỏ miếng thạch ra. Và đây là phần thạch mình thu được. Sau khi có được phần thạch và phần trà sữa rồi, bây giờ các bạn chỉ việc lấy ly cho đá vào, sau đó mình múc thạch vào ly. Các bạn cũng có thể làm thạch với phần nhân phô mai hoặc là phần nhân caramel cũng được nhé. Tiếp đến thì mình sẽ rót trà sữa vào các cái ly mình đã cho đá và thạch để thưởng thức trà sữa. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong trà sữa truyền thống rồi đấy các bạn. Với trà sữa này thì trà sữa của mình nó có cái độ béo ngậy. Những miếng thạch thì nó có độ giòn sần sật rất là ngon. Các bạn có thể cho trà sữa vào trong các cái chai, sau đó mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Các bạn có thể để được từ 5 cho tới 7 ngày mà không sợ cái phần thạch nó bị cứng giống như là phần trân châu. Trân châu khi mà mình cho vào tủ thì thường nó sẽ bị cứng lại. Nhưng các bạn làm trà sữa với thạch như thế này thì mình cho vào ngăn mát, cái phần trà sữa của mình nó mát và phần thạch khi mình ăn thì nó vẫn có độ giòn rất là ngon. Với công thức này các bạn có thể làm để nấu bán. Phần sữa tươi thì nếu các bạn nấu bán thì các bạn thay phần sữa tươi bằng nước lọc nhé. Chúc các bạn làm thành công và có những ly trà sữa thơm ngon, mát lạnh, đầy hấp dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.